Mình sẽ làm thịt nướng xiên que. Đây mình có 2 ký thịt mình đã sắc mỏng thôi, sắc miếng mỏng, sắc miếng mỏng đặng hồi mình xiên cho nó ngon, sắc mỏng như vậy là được. Rồi mình bắt đầu giờ mình ướp thịt nha. Nước tương mình chỉ gồm có 3 nguyên liệu, đó là nước tương, nhà chừng 1 chén nước tương, đường, năm muỗng rưỡi đường. Dầu ăn mình cho 3 muỗng dầu ăn. Cái này là mình có nước ướp, đó là 1 chén nước tương với 1 chén đường với 3 muỗng dầu ăn, trộn lên cho nó sệt như vậy là được. Nếu gia đình thích ngọt thêm thì bỏ đường thêm, đây nó sệt như là được. Rồi mình đổ vô mình ướp. Trộn đều lên. Mình chỉ có 3 nguyên liệu thôi, đó là nước tương với đường với dầu ăn. Rồi mình ướp chừng khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng. Nếu ướp lâu nữa thì bỏ trong ngát ngăn mát tủ lạnh. Rồi như vậy là được. Đợi 1 tiếng sau thì mình đi nướng nha. Đây là thịt mình đã ướp xong. Ướp 1 tiếng. Giờ mình chuẩn bị đi nướng. Giờ mình sẽ lấy xiên que mình xiên. Đặng mình nướng. Trộn đều lên. Mày chồng đặng thắm à? Rồi mình xiên như vậy, hồi mình nướng xiên như vậy cho tới hết. Đây là mình đã xiên xong được một dĩa như vậy. Giờ đây là nước quét mình cũng là nước tương với đường với miếng dầu ăn, mình khuấy lên cho nó sạch sạch gì là được. Đặng hồi mình nướng mình quét lên. Rồi mình bắt tay vào nướng thôi nha. Rồi mình bắt đầu vào nướng nha. Chấm than xong. Thank you.
Mọi người ơi, đây là thịt nướng đang nướng quá trời ngon. Đây là thành phẩm sau khi mình nướng mình ăn chung với bún và rau sống nha, có nước chấm.